Mến chào quý vị khán giả, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem những bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Sau đợt hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc, mưa lớn đã đổ xuống vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử trong 3 ngày liên tiếp. Kết quả là một số khu vực bị ngập lụt, thậm chí có thảm họa xảy ra ở Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu. Trong những ngày gần đây, tổng cộng 248 thị trấn ở tỉnh Hồ Nam đã phải hứng chịu những trận mưa lớn. Đó gần như tất cả các đường phố của thành phố Phượng Hoàng Cổ Trấn ở phía Tây Hồ Nam đều bị ngập lụt. Cơn mưa xối xả bất ngờ cũng khiến một số tuyến phố ở khu đô thị Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, thậm chí có đoạn biến thành đầm lầy. Tại Giang Tây, đợt hạn hán ban đầu khiến 330.000 người gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Nay lượng mưa liên tục đã biến thành một đợt hạn hán và lũ lụt hiếm gặp ở Giang Tây. Đã có mưa lớn ở 21 quận và thành phố và mưa lớn ở 14 quận và thành phố. Tại Quý Châu, 200.000 người đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa và lũ lớn và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 170 triệu nhân dân tệ. Liên quan đến những đợt hạn hán và lũ lụt liên tiếp gần đây ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, ngoài sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiều người còn đặt câu hỏi rằng đập Tam Hiệp là nguyên nhân trực tiếp của vấn đề. Mặc dù Nia Farong, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc, hiện đã nghỉ hưu, bà vẫn công khai phản đối việc xây dựng dự án Tam Hiệp. Ông tin rằng dự án Tam Hiệp đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán vì dự án đã làm thay đổi hệ sinh thái ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Nguyên nhân của ông là do hồ Tam Hiệp tích nước nhiều năm, phù sa tích tụ ở thượng nguồn. Việc đẩy nhanh dòng nước từ các hồ ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử và sông Dương Tử đã khiến mùa khô ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đến sớm hơn 2 tháng. Nia Farong tin rằng đây là nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán nghiêm trọng vào mùa đông ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, New Shaanxiang và Đông Trinh Lake trong những năm gần đây. Ngoài ra, kể từ năm 2005, hồ Poya tiếp tục có mực nước thấp và khô. Điều này gây ra các vấn đề sinh thái như giảm diện tích đất ngập nước và suy yếu khả năng tự thanh lọc. Nhiều người quan tâm đến Tam Hiệp cho rằng tác động của dự án Tam Hiệp đối với Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử không chỉ ở mặt nước, mặt đất mà còn trên bầu trời đã làm thay đổi khí hậu xung quanh khu vực hồ chứa và Trung Hạ Lưu sông Dương Tử. Lý thuyết của họ là đập Tam Hiệp đã chặn dòng chảy thông thường của luồng không khí, tạo ra áp suất thấp trên hình dạng của hồ chứa Tam Hiệp, ảnh hưởng đến sự lưu thông khí quyển bình thường, từ đó làm thay đổi khí hậu. Do đó, thời tiết cực đoan đã thường xuyên xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những năm gần đây, chẳng hạn như hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh vào mùa hè năm 2006, thảm họa tuyết ở phía Nam vào mùa đông năm 2008 và hạn hán ở Tây Nam vào tháng 3 năm 2010, tất cả đều bị nghi ngờ có liên quan đến dự án Tam Hiệp. Bà Dai King, một nhà môi trường nổi tiếng cũng có quan điểm tương tự. Bà nói với VOA, khía cạnh tồi tệ nhất của dự án Tam Hiệp là nó đặt ra một tiền lệ rất xấu, đó là vào những năm 1980, rất nhiều người có thẩm quyền phản đối nó một cách có lý trí. Có quá nhiều lý do và quá nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện. Nhưng chỉ cần bạn nắm được sự đúng đắn về chính trị, có thể nắm được một cái đầu lớn như Đặng Tiểu Bình để làm chỗ dựa cho mình, thì cuộc kháng chiến dù lớn đến đâu cũng có thể đi lên, chỉ cần họ có quyền lực họ sẽ đập. Vì vậy, việc cạn nước của hồ Đông Tinh có liên quan đến đập Tam Hiệp chặn nước, nhưng thực ra nó liên quan đến việc liên tục xây dựng các con đập trên bốn nhánh của nó là Siyang, Yuanli và từng khu vực. Việc giữ nước trở lại vì lợi ích của chính bạn cũng có liên quan. Nếu đập Tam Hiệp thực sự có liên quan đến một loạt các hiện tượng bất thường về thời tiết ở lưu vực sông Dương Tử trong năm nay, thì có biện pháp khắc phục nào không? Bà Đại Thanh nói. Không còn cách nào khác, tôi nghĩ không còn cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất là ở Trung Quốc có những con sông khác. Nếu chúng ta muốn cứu những con sông khác ở Trung Quốc, chúng ta phải suy xét kỹ lưỡng trong quá trình ra quyết định những yếu tố nào đang diễn ra. Nó khiến người ta nhìn vào việc tạo thêm một thảm họa cho một quốc gia. Đài Kinh cũng nói rằng, mặc dù Quốc vụ viện thừa nhận những thiếu sót của đập Tam Hiệp trong báo cáo công bố trách nhiệm giải trình cao hơn đã được đưa ra, vai trò của dự án Tam Hiệp với lũ lụt nghiêm trọng ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử bị đặt câu hỏi một lần nữa.
Lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử ở Trung Quốc đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. Lũ lụt ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử trong những ngày gần đây đã khiến 112 người chết hoặc mất tích. Truyền thông Trung Quốc cho biết có những lo ngại rằng một cơn bão khác sẽ đổ bộ vào đất liền trong vài ngày tới và lũ lụt sẽ gây thêm thiệt hại về người và của. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết lũ lụt do mưa xối xả ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử đã ảnh hưởng đến 16 triệu người. Mực nước ở Hồ Tai gần thành phố lớn nhất Trung Quốc, Thượng Hải đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1954. Nếu cơn bão đổ bộ vào đất liền gần đó, khu vực xung quanh có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn phim từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy một nông dân khóc khi trang trại lợn của anh ta bị nhấn chìm bởi nước lũ, trong khi Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, biến thành một bồn tắm lớn do mưa lớn. Lũ lụt thường xảy ra trong mùa mưa, mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, nhưng lượng mưa năm nay đặc biệt lớn, nhiều khu vực trong tuần này sẽ có mưa lớn. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương hồi tháng trước cảnh báo rằng hiện tượng El Nino năm nay có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoài. Năm 1998, El Nino gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, giết chết hơn 4.000 người. Đập Tam Hiệp ngoằn ngoèo, biến dạng. Cách đây vài ngày, các bức ảnh vệ tinh của Google về sự biến dạng của đập Tam Hiệp đã được lan truyền trên Internet Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của con đập. Về vấn đề này, các bên có phản ứng và ý kiến khác nhau. Tờ tin tức Bắc Kinh và những người khác dẫn lời các chuyên gia thừa nhận rằng thân đập đã biến dạng nhưng nó ở trạng thái đàn hồi. Tờ The Paper cho rằng sự biến dạng của đập Tam Hiệp là tin giả. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời tập đoàn Tam Hiệp nói rằng con đập này an toàn và đáng tin cậy trong hoạt động. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng con đập đã di chuyển theo chiều ngang nhưng nhỏ hơn 3 cm. AFP dẫn lời một kỹ sư nội bộ của dự án Tam Hiệp cho biết con đập đã gặp phải các vấn đề về chất lượng, bao gồm các vết nứt và bê tông không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Vậy việc bóp méo đập Tam Hiệp là đúng hay sai? Tại sao dự án Tam Hiệp lại gây tranh cãi như vậy? Làm thế nào để nhìn thấy vấn đề biến dạng của đập Tam Hiệp được thể hiện trong bức ảnh? Hoàng Siêu Lù nói rằng cô đã nhìn thấy bức ảnh này nhiều lần, nhưng cô không thể rút ra kết luận một mình từ bức ảnh. Cô không tin vào những tin tức do truyền thông Trung Quốc tung ra. Hai bức ảnh này được chụp vào những thời điểm khác nhau, luồng không khí khác nhau và góc độ khác nhau. Không thể sử dụng các bức ảnh chụp trong 3 điều kiện khác nhau để so sánh và độ chính xác cũng khác nhau. Nhưng dù có biến dạng hay không thì sự cố đập Tam Hiệp sớm muộn sẽ xảy ra và sẽ xảy ra một thảm họa đặc biệt lớn. Wang Weilu lần đầu tiên nói quan điểm của mình về đập Tam Hiệp. Ông cho rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng không có ảnh. Đập Tam Hiệp là đập trọng lực, hàng chục khối xi măng được đặt trên nền đá và dựa vào trọng lực của chính chúng để giữ cho đập ổn định nên chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng dịch chuyển. Cuộc thảo luận bắt đầu khi một người bạn Twitter tên Len San đăng một bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên Google. Len San cho biết sự biến dạng của đập Tam Hiệp sẽ là một thảm họa lớn nếu nó xảy ra. Câu đầu tiên là câu khai báo và Wang Weilu cho biết ông đồng ý với câu khai báo này. Câu thứ hai là câu điều kiện xuất hiện trong báo cáo nghiên cứu khả thi đập Tam Hiệp. Zhu Jiwa nói không có hậu quả thảm khốc, điều kiện của câu này là hầu như không có nước trong hồ chứa Tam Hiệp. Phản hồi chính thức là đây chỉ là một trạng thái co giãn, đây có phải là một lời giải thích khoa học? Wang Silu không đồng ý rằng đây là một giải thích khoa học. Thông tin cô thấy về việc phản đối việc xây đập Tam Hiệp, đặc biệt là 6 bức thư mà cha cô là Hoàng Vạn Lịch đã gửi cho ban lãnh đạo Trung ương khi sinh thời. Lý do của ông là đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử không thể được xây dựng tại tất cả, không phải là vấn đề thời gian hay nhà nước, các vấn đề liên quan đến tài chính, sinh thái môi trường, tác động kiểm soát lũ lụt quốc phòng, chủ yếu là sự tiến hóa của lòng sông trong môi trường địa lý tự nhiên và các điều kiện khách quan về giá trị kinh tế mà không cho phép một chính phủ tôn trọng khoa học và dân chủ tổ chức một dự án sẽ mang lại tai họa cho đất nước và nhân dân. Nếu xây dựng thì cuối cùng sẽ bị nổ tung. Wang Weilu cho biết ông không thể nói mối quan hệ trực tiếp giữa danh thắng và Tam Hiệp, nhưng anh giải thích theo kiểu đàn hồi do trung tâm đưa ra. Tam Hiệp không phải là một khối bê tông cốt thép mà là hàng chục vòng thép. Mối liên kết giữa các vòng thép này bị đứt, vậy biến dạng đàn hồi của các vòng thép có liên tục và không có điểm dứt. Biến dạng khối đập của đập Tam Hiệp hiện nay là biến dạng đàn hồi, nhưng biến dạng tổng thể của đập Tam Hiệp không phải là biến dạng đàn hồi. Wang Weilu cho biết khi đập Tam Hiệp được thiết kế ban đầu, không nên ép bê tông cốt thép quá chặt. Họ hy vọng các khối bê tông sẽ ngày càng chặt hơn dưới nước.
Nhưng như Wang Wali đã nói, điều kiện địa chất ở đây rất kém và San Tuping là cơ sở duy nhất bằng đá granite có thể được tìm thấy ở đây. Nhưng theo quan điểm hiện tại, cơ sở cứng không có nghĩa là nhất thiết phải an toàn. Vì vậy, số liệu dịch chuyển ngang và dọc do Tam Hiệp đưa ra nhưng rò rỉ dòng nước không được công bố. Thực tế là có rò rỉ nước dưới đập Tam Hiệp và nhà máy điện ở bờ phải. Dòng nước cuốn trôi vật chất khiến đập ngày càng bất ổn. Wang Xiaolu nói thêm rằng, tôi biết quá trình khởi động đập Tam Hiệp của Li Rui đề cập rằng đã có hai cuộc thảo luận về đập trên thế giới gần đây. Một trong số đó liệt kê 10 đập nguy hiểm nhất trên thế giới, Tam Hiệp đứng đầu. Vì vậy, việc công dân Trung Quốc nghi ngờ khi nhìn thấy ảnh trên Google là điều hoàn toàn hợp lý. Chúng ta nên cho người dân sống trong vùng lòng hồ và hạ lưu đập biết rằng hiểm họa đập Tam Hiệp luôn hiện hữu kể từ ngày bắt đầu xây dựng và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể có 600 triệu người bị ảnh hưởng, một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất ở Trung Quốc. Hoàng Xiaolu cho rằng việc tự lập là khả thi. Bây giờ là thời đại Internet, mặc dù mọi người không có quyền được biết, họ luôn có thể tự tin bằng cách vượt tường. Một số cư dân mạng cho rằng việc tổ chức mọi người là rất quan trọng để giúp họ. Hoàng Sơ Lô nói rằng cha cô luôn viết lý do phản đối đập Tam Hiệp cho các lãnh đạo của chính quyền Trung ương. Ông nói rằng một bài giảng kéo dài nửa giờ sẽ khiến họ hiểu, nhưng ông không bao giờ được trao cơ hội này. Bây giờ chúng ta cũng biết rằng viết thư cho các nhà lãnh đạo hoàn toàn là một vấn đề của trò chơi con bò. Ngay cả khi hiện tại không có sự cố lớn xảy ra thì những thay đổi sinh thái trong toàn bộ lưu vực sông Dương Tử sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành là rất nghiêm trọng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.